Good morning, Vietnam. Chào các bạn. Chào các em. Hôm nay chị Bí Đỏ và bé Vinat có một video mới nữa. Đó là video gì Vinat? À, đây là video súng đồ chơi các bạn ơi. Chúng ta có hai cái cây súng. Cái súng này bắn ra những cái bong bóng nha bạn, hay còn gọi là bubble gun. Đây, chúng ta có hai loại. Một loại là một chú khủng long. À đúng rồi, bên đây là chú khủng long. Đây là chú khủng long như Vinat. Rồi đây là một cái loại súng có đèn phát sáng ở đây. Rồi loại có hình chú khủng long thì chị Bí Đỏ không biết là nó có phát sáng đèn hay không. Để lát nữa chúng ta thử thì chúng ta sẽ biết nha. Trong đây gồm có hai cái lọ nước xà phòng. Và bên đây là loại súng cũng có đèn, nhưng mà không biết có âm thanh hay không. Trong đây chị Bí Đỏ không có thấy ghi âm thanh. Rồi trong đây gồm có một chai nước xà phòng. Đó, chúng ta bắn thì nó sẽ ra như thế này. Rồi bây giờ chị Bí Đỏ và bé Vinat sẽ mở ra chơi thử nha. Vinat chọn con nào, chọn cái loại nào? Khủng long phải không? Rồi Vinat chọn khủng long, chị Bí Đỏ sẽ chọn cái này. I like Vinat mở ra đi. Strong dinosaur. Phải không? Yeah. Wow. Yeah. Rồi đây. Cái này đẹp quá. Vinat mở không được hả? Rồi, đây chị Bí Đỏ mở giùm Vinat nhé. Rồi, sao lại I want to use this swatch. Vinat có hai chai xà phòng rồi. Vinat muốn sử dụng màu xanh trước đúng không? Yeah. Rồi lát nữa chúng ta sẽ kết nối vào đó. Chúng ta đặt cái này vào bên đây. Chị biết đâu có chai nước xà phòng màu xanh nhạt rất là dễ thương. Rồi lát nữa chị Bí Đỏ cũng sẽ gắn vô. Bây giờ chúng ta hãy gắn cho bạn Vinat trước nha. Để cho các bạn xem nào. Đây một chú khủng long to đùng đây các bạn ơi. Khi chúng ta bắn ở đây thì chú khủng long sẽ há miệng ra. Há miệng ra. Rất dễ thương. Màu xanh đây. Đuôi. Wow tuyệt vời hả Vinat. Rồi bây giờ chúng ta gắn cái chai nước vào đây. Các bạn gắn chặt nha, để nó không là nó tràn xà bông ra đó. Đó, cứng như thế này. Rồi Vinat bắn thử coi nó ra chưa. Rồi các bạn ơi, bây giờ bà Vinat sẽ bắn thử xem sao. Gắn vào rồi, bắn thử xem. Wow, bắn nữa đi, bắn nữa xem. Cho nó ra nhiều không? Nhiều quá. Wow, ra quá chừng luôn. Bắn nữa đi. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy gắn cây súng của chị Bí Đỏ đã nha. Cái chai xà phòng. Không biết cái này nó có đẹp bằng con khủng long đó không. Chúng ta gắn vào đây. Rồi gắn vô hả Vinat. Cái này trong suốt đẹp đây Vinat. Đẹp quá. Rồi bắn thử nha các bạn nha. 1, 2, 3. Ủa, let me try. Sao không có hoạt động vậy? Let me try. Làm sao? You have to get the... Rồi bây giờ chị Bí Đỏ sẽ bắn lại nha, các bạn quan sát nha. Wow, có đèn luôn nè Vinat. Rồi cái những cái bong bóng, những cái xà phòng nó sẽ rớt vào đấy. Rồi sao không ra bong bóng gì Vinat? My wife's doing it. Oh yeah, come out rồi, rồi ra rồi các bạn ơi. Let's try it now. Rồi hai đứa bắn cùng một lúc, 1, 2, 3. Ôi, của Vinat ra rồi, chị Vinat chưa ra nữa. Sao kỳ Vinat? Rồi bắn. Đùng 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 đùng. Trời ơi, cái này không ra bong bóng. Cái này có vấn đề rồi các bạn ơi. Sao vậy? Rồi bắn luôn đi. Đùng 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 đùng. Đùng 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 đùng. Ôi, đùng 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 đùng. Đứng như đây, bắn đùng 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 đùng. Được rồi các bạn ơi. Wow, chị đã ra quá chừng luôn. Cũng bị đấy có ra không? Rồi bắn lại đây, bắn. Chị nên bắn đây, bắn đây, bắn đây. Thì bắn nè. Wow.
về đâu. Rồi các bạn ơi, bong bóng nó dính ở đây luôn rồi. Mai về nào. Rồi bây giờ Bina có muốn đổi không? Đổi thì bắn thử. Rồi bây giờ đổi bên đây đi. Rồi bắn thử nha. Wow, cái này ra rất đẹp các bạn. Cái này đủ màu luôn. Ma, this one's pink. Ủa, cái đó cũng nhiều quá chừng. Mai nha, hai vậy. I'm the fish, you're the dinosaur, okay? Rồi bắn nhau, hai đứa bắn đi. Rồi các bạn ơi, bây giờ bóp bóp nó đầy nhà hết rồi, đầy bàn hết rồi. Rồi video của chị Bí Đỡ và bé Vinet đến đây là hết rồi. Trong hai cái cây súng này, các bạn thích cây súng nào nhất? Chị Bí Đỡ thì thích cả hai luôn. Của bé Vinet thì rất là ra nhiều bong bóng, cái này cũng ra nhiều bong bóng luôn. Rồi các bạn đừng quên tặng cho video này một cú like. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký nha. Bây giờ chị Bí Đỡ và bé Vinet mới cho tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Bye. Bye.